Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuỗi video chữa đề thi thật GPT N3 của Sensei Cậu Béo nhé. Là Sensei Cậu Béo đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào video số 05, kỳ thi từ vựng năm 2013 tháng 12. Ở trong quyển đề thi thật nhé, các bạn nào mà không có file thì liên hệ để lấy file này về. Và các quy tắc làm bài thì chúng ta đã nói ở những cái video trước rồi, các bạn chịu khó xem lại nhé. Ok chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài 1 luôn. Phần thi chuyển từ kanji sang cách đọc với 8 câu. Câu số 01. Ni wa ni nani nani e tha kusa ni kirei na hana ga saite ita. Thì cái chữ sinh này có một cách đọc thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Là hae masu, đó là mọc đúng không? Thì là gì nhỉ? Một bông hoa rất là xinh đẹp, nó đang mọc ở trên một cái cây cỏ mà đang mọc ở trong vườn. Ok. Câu 2, konshu wa nani nani de iroro na omatsuri ga arimasu, đúng không? Này nó bị mất chữ rồi. Thì chúng ta có từ cách và từ điện này đọc là kakuchi, là từng vùng, từng nơi, thì có rất là nhiều cái lễ hội diễn ra trong cái tuần này. Câu thứ 3, nani nani ga donokurai ka wakarimasen. Cái gì bao nhiêu thì tôi không biết nữa. Thì chữ này chúng ta có chữ chữ và chữ kim. Chúng ta có từ chokin, chokin không có trường âm đúng không? Chữ tiền, chokin là tiết kiệm đúng không? Chokin ga donokurai ka wakarimasen. Tiền tiết kiệm thì bao nhiêu mà tôi không biết nữa. Tôi không biết mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Câu số 4. Tonari no otaku wa nani nani no yo desu. Thì đây là chúng ta đã học chữ lưu, chữ thủ rồi. Rusu. Rusu của chúng ta là vắng nhà đúng không? Tonari no otaku wa rusu no yo desu. Hình như là nhà bên cạnh thì có vẻ là họ không có mặt ở nhà. Câu số 5. Moskoshi nani nani sara wa arimasen ka? Có một cái đĩa gì hơn thì chúng ta có chữ này là chữ chữ thiển hay sao ấy nhỉ? Chả biết nữa, nhưng mà chữ nông ấy, asai đúng không? Asai là nông, còn hukai là sâu. Ok chưa? Moskoshi asai sara wa arimasen ka? Cậu có một cái đĩa nào mà nông hơn một chút không? Đĩa này sâu quá, bỏ vào thì nó không được đẹp hay là gì đấy. Câu số 6. Kono nani nani wa nagakute wakari nikui. Ok, đây là chữ văn và chữ chương. Bun sho. Ok, bun sho nhá. Có trường âm. Văn và thư. Bun sho là khác, còn đây là văn chương thì phải có trường âm. Bun sho. Kono bun sho wa nagakute wakari nikui. Ok chưa? Bài văn này dài lắm, khó hiểu. Câu số 7, nani nani no mai de matte imasu, ta đang đợi mày ở trước cái gì đó. Thì chúng ta có chữ cải và chữ chát à. Kai satsu là cái quầy soát vé bán vé ấy. Ok không? Kai satsu nhá. Kai satsu guchi là quầy bán vé, chúng ta đã học rồi đúng không? Sono hanashi o shitara kanozo wa nani nani imashita. Thôi cái từ này dễ rồi, ai cũng biết đây là từ tiếu đúng không? Là warate, cười nhá. Ok chưa? その話をしたら彼女は笑っていました。OK không? Giờ chúng ta sẽ, sau khi xong bài 1 rồi, chúng ta sẽ sang bài số 02, vẫn là kanji thôi. Nhưng lần này chúng ta sẽ là ngược lại, chuyển từ hiragana sang cách đọc kanji. OK không? OK nhá. Các bạn đi vào câu đầu tiên. OK không? Kome no yushu tsuryo ga kyonen no nani ni bai ni natta. Thì yushu tsuryo là cái lượng xuất nhập khẩu gạo thì nó bằng 2 lần năm ngoái. Bai là chữ bội, các bạn đã nhìn ra chưa đây? Ok không? Chữ số 2 nhá. Ok không? Nhìn cẩn thận mấy cái chữ này nó na na giống nhau này. Ok không? Bội là lần mà. 10. Kino no yugata この辺で停電があった. Thê đen là mất điện đúng không? Viết được chữ đình và chữ điện. Chữ đình thì đây, ba nhá. Chữ này chữ chỉ này, chữ này chữ lạc à. Chữ này chữ bế. Thì các bạn chịu khó một chút âm Hán, nó cũng giúp chúng ta có thể làm được một vài câu. Câu số 11. Sugu ni tsutsunde kudasai. Tsutsumimasu, mình đã học âm N4 rồi, là bọc lại. Được viết bởi chữ bao. Nhìn này, nhìn nó rất có nét bao bọc ở trong đấy. Ok chưa? Chữ này là chữ yonde kudasai, gọi. Đây chữ musu bự, buộc. Còn chữ này là chữ hakobimasu, bưng bê đúng không? Vận chuyển, bưng bê. Câu số 12.
Tanaka-san wa dokusin desu. Dokusin là độc thân. Độc thân thì đây là chữ giả rồi, không bao giờ đọc là sinh. Thì chúng ta có chữ độc và chữ thân đâu, đây là chữ đơn rồi nhá. Ừ, đây là chữ độc đây. Dokusin. Ok chưa? Ừ. Câu số 13. Kono hon o kashite kudasai. Kono hon o kashite kudasai. Kashimasu là gì? Bạn có nhớ không? Cho mượn cái quyển sách này đi. Kashimasu chúng ta đã nhìn ra chưa? Kashimasu đâu? Đây đúng không? Ừ, phải là 4. Nói chung là nhìn nhiều thì quen thôi nhá. Ừ. Câu số 14. Kono neko wa watashi ga sawaro to suru to sugu nigeru, đúng không? Con mèo này khi mà tôi định sờ nó thì ngay lập tức nó bỏ chạy. Nigemasu. Nigemasu đâu các bạn ơi? Chữ đào à? Ừ. Nigemasu, nhìn đây, đây chữ phản, đây chữ nghịch, đây là chữ viễn đúng không? Đây, ok không? Ừ. Samurai 2 chưa? Nhanh nhá, rất là khẩn trương vì đi thi kanji rất là dễ. Chúng ta sẽ sang môn đai số 03 nhá, bắt đầu từ câu số 15 đến câu số 26 á. Ừ, có 21 câu. Ok không? Ừ, à câu 15 đến câu 25. Bài này là bài điền từ vào chỗ trống nhá. Sensei đã nói cái cách làm rồi. Các bạn chịu khó xem lại video, những cái video trước đi. Để làm bài này thì khả năng dịch và liên kết từ vựng của chúng ta nó phải là rất là tốt. Này, kaze o hite nodo no nani nani ga warui. Kaze là bị cảm cúm ốm. Thế nên là nodo, nodo thì đương nhiên phải là nodo no choshi. Kibun là tâm trạng thì không đi với nodo được. Jinjo là sự tình. Tsugo là mặt thời gian. Đương nhiên chúng ta có từ nodo no choshi ga warui. Nani nani no choshi ga warui, bộ phận gì đấy đúng không? Tình trạng của cái họng nó không được tốt. Kono jubon wa nani nani no de mo shikoshi chisai size no o kudasai. Cái quần bò này nó làm sao đó, cho nên cho tôi một cái kích cỡ nó nhỏ hơn. Thì đương nhiên chúng ta có cái quần bò này nó rộng quá. Kitsui là chật. Darui là uể oải. Kurushi là khổ. Vậy cái chữ này là chúng ta đọc là gì? Ừ? Nào, ai nhớ nào? Đáp án C là gì? Yurui đúng không? Là lỏng đúng không? Thì chúng ta có từ số 3. Thế nên mới bảo là cái bài này quan trọng nhất là các bạn kỹ năng dịch nó phải trôi chảy cơ. Khả năng liên kết từ vựng nó phải có nữa thì chúng ta mới làm được bài này. Nhá. Câu số 17. Nihon ni kite kara mo san nen. À, cái câu này thì sau khi đến Nhật thì đã cái gì gì rồi. Chúng ta nhìn vào đây. Chúng ta nhìn thấy này. Đây là gì? Utsurimashita là di chuyển. Kakarimashita là mất 3 năm rồi. Torimashita là thông qua. Tachimashita là trải qua. Đương nhiên là số 4 rồi. Nhá. Này mất 3 năm rồi thì đương nhiên phải làm cái gì, tốn cái gì mới mất 3 năm. Còn đương nhiên là anh nói là sau khi anh đến Nhật thì đã trải qua 3 năm rồi. Nhá. Nihon ni kite kara mo san nen ga tachimashita. Ok không? 3 năm đã trải qua rồi. Câu số 18. Tsui saki made ii tenki datta no ni nani nani ame ga futte kite nurete shimaimashita. Cái gì đây? Lúc nãy trời vẫn còn đẹp cho đến lúc nãy, thế mà làm sao mưa nó mưa rơi, mưa đến tự dưng mưa ấy, xong đó là bị ướt hết. Thì đương nhiên là totsuzen đột nhiên, hayame ni là nhanh chóng, sớm. Sasoku là khẩn trương, isogu là động từ rồi. Đương nhiên chúng ta có totsuzen. Totsuzen ame ga futte kite nurete shimaimashita. Lúc nãy thì trời vẫn còn đẹp, thế mà đột nhiên là mưa đến rồi bị ướt đúng không? Câu số 19. Kono kuni wa nani nani ga takai no de seikatsu ga taihen desu. Câu này nghe rất là quen của N5 đúng không? Đất nước này thì cái gì đó đắt đỏ và cuộc sống nó rất là vất vả. Đương nhiên chúng ta có từ kezai là kinh tế. Kinh tế không có kinh tế đắt. Bực cà là vật giá đúng không? Đương nhiên chúng ta có đáp án này. Này là gì? Shohi đó là sự tiêu phí. Và cuối cùng là shishutsu là sự chi phí. Chi phí kiểu là một tháng mình chi tiêu hết bao nhiêu ấy. Câu số 20. Ok chưa? Saki ni ie o deta ani ni eki no chikaku de yatto. Cái gì? Người anh mà đã ra khỏi nhà sớm hơn thì cuối cùng đã làm sao ở gần nhà ga. Thì mani aimashita là kịp. Kịp cái gì đó, nó phải đi với trợ từ ni cơ. Kịp tàu hay kịp cái gì chứ không có kịp anh nhá. Butsukarimashita là đâm vào, va chạm.
Todokimashita là đến, vậy đương nhiên là oizukimashita, oizuku là đuổi kịp. Thế thì là gì nhỉ? Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp một người anh mà đã ra khỏi nhà sớm ở cái nhà ga, đuổi kịp đúng không? Ok không? Câu số 21. Watashi wa oyogu no ga heta nano de kono mae umi de nani nani ni narimashita. Kori là gì? Koru là đóng băng đúng không? Ừ. Tamari là gì các bạn? Tamaru là nhiều lắm, cái gì bị đọng, bị tích hoặc nhiều nhá. Ừ. Oboreru là gì? Oboremasu là gì? Oboreru có nhớ ra chưa? Đó là chìm đúng không? Chết đuối đúng không? Ừ, bị đắm chìm đúng không? Suberimasu là trượt đúng không? Thì đương nhiên đáp án phải là số 3. Gần đây tôi thì bơi rất là kém, vì vậy gần đây tôi đã bị chìm ở biển đúng không? Bị đuối ở biển. Ừ. Câu 22 chưa? Yūjin no ie de tabeta keiki ga oishikatta no de nani nani to tsukurikata o oshiete moratta. Cái bánh mà tôi ăn ở nhà bạn ấy thì nó đã rất là ngon, vì thế nên tôi đã được bạn chỉ cho cách làm. Và đương nhiên là cereal là tài liệu, jario là nguyên liệu, buhin đó là bộ bộ phận, và cuối cùng là genin là nguyên nhân. Ok không? Đương nhiên là jario nhá, nguyên liệu và cách làm bánh chứ đúng không? Ừ. Câu số 23. Ano kyōdai wa itsumo issho ni gakkō ni kuru no ni kyō wa nani nani ga nani nani kita. Thì đương nhiên là chúng ta có betsu betsu ni là riêng rẽ, hang hang là bán đúng không? Một nửa ấy. Wakete là tách, chia ra cái gì đó, chia tách ra. Còn đây là gì? Kugite là gì? Phân cách, phân khu ấy. Ừ, ok, đương nhiên chúng ta có betsu betsu ni, riêng biệt đúng không? Ừ. Hai anh em đó lúc nào cũng đến trường cùng nhau, thế mà hôm nay nó đi riêng biệt. Câu số 24. Sato san ni shigoto o onegai shitara nani nani kurete shi kuremashita. Sau khi nhờ anh ấy công việc thì anh ấy đã làm cái gì cho mình? Thì đương nhiên một, hiki ukeru là tiếp nhận, nhận. Hiki dasu là rút tiền. Hipparu là kéo. Hikkakeru là gì? Hikkakeru là mắc vào đúng không? Ừ. Quặc vào cái gì đấy. Vậy đương nhiên chúng ta có hiki ukete kuremashita. Ok không? Anh ấy đã nhận làm cho mình. Ok. Ừ. Câu 25. Mori-san wa itsumo jibun no katteiru petto ga ichiban kawaii to minna ni nani nani iru kitai shite là kỳ vọng. Oen shite là cổ vũ. Jiman shite là tự hào, tự mãn, kiểu tự hào, khoe khoang ấy. Sang se shite là đồng ý. Thì đương nhiên đáp án chúng ta phải là 3. Lúc nào anh ta cũng tự hào với mọi người rằng, một khoe với mọi người rằng con thú cưng mà anh ta đang nuôi đó là đẹp nhất, đáng yêu nhất, đúng không? Sau khi các bạn xong 11 câu điền vào chỗ trống thì các bạn sẽ sang môn đai số 04. Môn đai số 04 là môn đai tìm từ đồng nghĩa. Ok chưa? Hãy nhìn vào từ gạch chân. Takahashi san no ie wa kitchen ga hirokute ii desu ne. Kitchen là ai? Anh biết là daidokoro là nhà bếp rồi. Nó không may nó vào câu này dễ thôi. Câu 1 là gen càng là hiên. Câu 3 heya là phòng. Một câu 4 là roka là hành lang. Ok không? Ừ. Câu số 27 chúng ta nhìn vào chúng này, chúng ta vị và trí đọc là ichi đúng không? Tsukue no ichi o kakunin shite oite kudasai. Cậu hãy xác nhận trước những cái vị trí của cái ghế đi. Ok. Kakunin là gì? À, ichi là vị trí. Vị trí đương nhiên là basho. Ừ, ok không? Ừ, địa điểm. Nera là giá, kazu là số và iro là màu sắc. Đương nhiên là basho là vị trí. Ok không? Câu 28. Sono shouhin wa urikireta. Chúng ta có một cái mẫu ngữ pháp ở N4, đó là V bỏ mã sự cộng kiru là hết V. Urikireru là đưa về cái thể bị động của nó đúng không? Đây là cái gì? Cái sản phẩm đó đã bị urikireru. V bỏ mã sự cộng kiru là V hết rồi, vậy là ở đây là bị bán hết sạch rồi. Vậy một jembu ureta là gì? Tất cả đều được bán hết. Cái hai jembu urenakata là tất cả đều không bán được. Dandan urenaku natekita là dần dần không, trở nên không bán được. Yoku ureru yo ni natekita trở nên bán được. Thì đương nhiên phải là jembu, bán hết sạch cơ mà. Đúng không? Ok chưa? Câu số 29. Kondo wa ke o oshiete kudasai. Các bạn đã nghe bài của anh da đen chả biết nhớ tên là gì, bắt hát bài Inochi no Ryu chưa? Ừ. Watashi ga umarete kita wa ke wa
lý do mà tôi sinh ra trên đời đúng không? Wake là Ryu, ok không? Ừ. Một là Keikaku là kế hoạch, Iken là ý kiến, Kisoku là quy tắc, ok không? Ừ. Câu số 30 chúng ta nhìn này, Imakara anketo o kaishu shimasu, hồi thu, có nghĩa là thu hồi. Bây giờ tôi sẽ thu lại những cái anketo mà tôi đã phát cho các bạn. Thu là gì ở đây? Một, watasu là đưa tận tay. Đây là gì? Okuru là tặng, hajimeru là bắt đầu, và atsumaru là tập hợp, thu lại, gom lại, đúng không? Đương nhiên chúng ta có từ 3, ok không? Sau khi các bạn làm xong 4 môn đai là đã trải qua hết câu số 30. Chúng ta còn lại 5 câu hỏi của phần thi từ vựng. 5 câu này nó thuộc vào bài đó là Kotoba no tsukaikata, cách dùng của từ vựng. Đây là một bài hầu như khó nhất trong phần thi từ vựng. Thế thì làm thế nào để chúng ta làm tốt được cái bài này? Chỉ có cách là làm rất là nhiều lên, từ nào cũng biết nghĩa. Bài này mà không biết nghĩa chỉ có khoanh bừa thôi. Câu số 1, đây là chữ tảo và chữ thoái đúng không? So thai của N4, về sớm. Xin về sớm đúng không? Về sớm. Story ga amari omoshiro kunaku natta no de ega kan o so thai shita. Vì bộ phim nó không được sớm lắm nên tôi đã về sớm. Dạp chiếu phim này, không đúng. Ừ, sai. Kega no tame, vì bị thương. Sato senshu ga CI no tochu de shotai shita, không đúng được nhá. Anh ta không có về sớm mà anh ta đang chơi trận đấu, làm gì có chuyện là về cơ mà. Câu số 3. Kyō wa yūgata byōin ni ikanakereba ikenai no de kaisa o shotai shita, đúng rồi, hôm nay tôi phải đi đến bệnh viện khám vào chiều tối, thế nên là tôi phải nghỉ sớm công ty. Niu in wa ishūkan no yotei datta ga itsuka de sotai suru koto ga dekita, đây là thai in, phải là xuất viện, đúng không? Ok chưa? Câu số 32, chúng ta có từ shinpo, đó là tiến bộ. Kono hatake wa yoku hi ga ataru no de yasai ga yoku shinpo suru, rau thì không có tiến bộ được rồi nên sai. Kagaku gijutsu ga shinpo shite hitobito no sekatsu wa benari ni narimashita, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật càng ngày càng lớn mạnh, thế nên là cuộc sống, ô thôi chết rồi, sorry, bấm nhầm vào Rick Time là nghỉ rồi nhỉ. Thế nên là cái gì nhỉ, cuộc sống của con người càng trở nên tiện lợi, ok chưa các bạn ơi? Thì câu này tạm thời nó đang có vẻ rất là đúng, chúng ta phải đi tiếp xem những câu tiếp theo đó. Câu 3. Jogging ga jogging o hajimete kara zuibun taryoku ga shinpo shita ki ga suru. Cái thể lực này không có thể lực tiến bộ nhá. Tiến bộ nó phải là khoa học kỹ thuật hoặc việc học tập hoặc cái gì đấy. Mainichi isshokenmei benkyou shita node nihongo no seiki ga kanari shinpo shimashita. Seiki không có tiến bộ được, thành tích nó phải là up lên hoặc giảm xuống. Ok chưa? Nên chúng ta có đáp án là 2. Ok, cái câu số 4 này chú ý nhé. Thành tích không có tiến bộ, ở Việt Nam rất hay nói, nhưng mà việc học thì tiến bộ được, nhưng thành tích nó phải nâng lên hoặc là hạ xuống. Ừ. Cái chữ này là chữ 33, để chữ amaru là chữ dư đúng không? Ừ, dư thừa. Reporto no shimekiri made ato mika shika amatte inai, chỉ còn 3 ngày chứ không phải còn dư 3 ngày. Dư là dư thừa ra cơ mà, câu này sai. Ừ, nhá. Kusuri o nondara sukoshi yoku natta ga mara netsu ga amatte iru, nhiệt thì không có dư được. Sakki soji o shita no de heya ni niwa gomi ga nokotte iru, nokotte inai, không còn đọng lại chứ, đúng không? Câu số 4. Jugi o ketsuki hita, đâu nè, jugi o ketsuki hita hito ga ita no de shiryo ga nan nin bun ka amatte iru, đúng rồi, câu số 4 đúng không? Chúng ta cứ từ từ bình tĩnh mà làm. Vì là có một vài người nghỉ học, thế nên là cái tài liệu nó bị thừa ra mất một vài phần. Ok không? Câu số 34. Koka là hiệu quả đúng không các bạn ơi? Ừ. Yūjin ga tetsudatte kureta koka de okage de, đúng không? Cái câu này phải là nhờ bạn mà giúp đỡ, nên là sai. Câu số 2. Saikin me ga waruku natte kita no de toshi o totta koka daro, sai rồi, sao lại hiệu quả của việc là có tuổi, thế nên là mắt nó bị trở nên kém. 3 này. Kokoku no kōka ga atta yō de kongetsu wa okekusan ga okatta
Hình như là cái việc quảng cáo nó đã có hiệu quả, à có việc hiệu quả của quảng cáo nó đã phát huy ấy. Thế nên là tháng này khách hàng đã tăng lên, đúng rồi, cái việc này giống như là quảng cáo trên Facebook đúng không? Tạm thời chúng ta sẽ đặt là 3. Câu số 4. Kino no tsukare no kouka ga detarashiku. Sao lại hiệu quả của mệt mỏi? Không đúng rồi, bỏ luôn nhá. Kobo sự là làm đổ, làm trào, làm đổ cái gì ra đúng không? Câu số 35 là câu kết thúc của đề từ vựng. Chúng ta có 35 câu. Sau đó chúng ta kết hợp với 23 câu ngữ pháp ra nữa là 58 câu. Tất cả là chúng ta kết thúc phần thi từ vựng ngữ pháp. Là tính điểm vào Mojigoi Bunbo. Ok không? Kobo sự nào? Tsukue no ue ni juice o koboshite no to o yogoshite shimaimashita. Đúng rồi nhá. Đánh đổ sữa ra trên bàn, thế nên là làm bẩn mất quyển sách. Tạm thời chúng ta cứ đặt ở 1. Kyowa kion ga takakute minna ase o koboshite on. Ase o kaku là chảy mồ hôi. Ojigi o shitara poketto no naka no ketai denwa o. Cái này cũng không có nghĩa. Clip ga torete, cái clip là cái kẹp nó bị bong ra. Shorui no yuka ni koboshite shimatta. Cái này sao lại trào ra, không được nhé. Tài liệu không được đổ trào. Ok chưa? Vậy là chúng ta đã kết thúc 35 câu từ vựng của đề thi 2013 tháng 12. Các bạn nhớ xem 4 video trước nhá. Tổng cộng là chúng ta đã có 5 video rồi. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhá. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.